Xin chào quý thầy cô, em là Quy Joy. Hôm nay Quy Joy sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách tương tác với học sinh qua hình thức short answer. Giả định như chúng ta có một câu hỏi cần học sinh điền vào đáp án. Câu hỏi đó ở trên PDF, trên PowerPoint, trên Word hay là một câu hỏi thầy cô tự phát biểu ra. Để thu thập đáp án tự luận của học sinh, chúng ta vào quản lý lớp. Chúng ta vào lớp học và đang tương tác với học sinh. Lúc này, chúng ta sẽ chọn vào Short Answer. Chúng ta bấm bắt đầu. Lúc này, học sinh sẽ nhận ở tên phần mềm của mình và tiến hành tương tác với thầy cô qua hình thức Short Answer trên phần mềm học sinh. Hết thời gian, chúng ta bấm kết thúc. Chương trình sẽ hiện ra các câu trả lời do học sinh nhập vào trong này. Câu trả lời sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ nhanh nhất cho tới muộn nhất. Chúc quý thầy cô thành công.